Chào mừng quý anh chị đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 4 số tự động AT bản full. Thì trong video này em xin phép cập nhật đến anh chị chính sách giá cũng như là những cái màu xe sẵn giao của đại lý Hyundai Bắc Ninh. Thì i10 là một chiếc xe bán chạy nhất phân khúc xe hạng A và có cái kích thước và những cái công nghệ vượt trội. Về giá bán thì i10 với mức giá niêm yết đó là 435 triệu thì hiện tại bên em đang giảm giá cho quý hàng là giá chỉ còn là khoảng 406 đến 408 triệu trên một chiếc xe. Tùy màu, màu đỏ thì bên em giá tốt hơn. Và giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó khoảng gần 460 triệu. Những cái phụ kiện mà em tặng theo xe cho quý hàng đó là phanh kích nhiệt 3M của Mỹ, bảo hành 10 năm. Rồi thì trải sàn da và bọc vô lăng da. Đó. Và chiếc xe này khách hàng cũng đã lắp thêm chiếc cam hành trình hai mắt full HD. Thì chiếc cam này bên em bán ra với giá rất là hợp lý, chỉ với 2 triệu rưỡi trên một chiếc. i10 có những cái công nghệ gì thì em sẽ review qua cho anh chị một chút. Thì về phần đầu xe thì xe được trang bị cái lưới tản nhiệt được sơn bóng, rồi thì đặc biệt là có cụm đèn gầm là đèn halogen kiểu chiếu projector. Đến với phần la răng này thì đã được cải thiện so với cả phiên bản trước, thì la răng đó là với kích thước 15 inch kèm cảm biến áp suất lốp. Trên phanh này thì cũng sẽ có những công nghệ như là ABS cân bằng điện tử hỗ trợ phân phối lực phanh điện tử và hệ thống ổn định khi vào cua. Gương chiếu ngoài thì được tích hợp đó là công nghệ sấy gương, rồi thì gập điện và chỉnh điện. Tay nắm cửa của xe mạ chrome và có nút mở và khóa xe bằng nút bấm. Vào đến phần nội thất thì xe được trang bị với tông màu nội thất màu đen. Trên chiếc vô lăng 4 chấu này thì có những công nghệ, những cái nút bấm như là điều khiển bằng giọng nói, rồi tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay, ga tự động cruise control cũng là một cái chức năng vượt trội trong phân khúc. Trên chiếc màn hình đa thông tin này thì chúng ta sẽ có là màn hình analog, gọi là màn hình LCD ạ. Em xin lỗi, đó là màn hình LCD hiển thị những cái thông số của xe. Phần tắp ly cửa này thì cũng sẽ có nút bấm, rồi thì nút chỉnh gương và có nút khóa gương ở đây. Đến phần màn hình giải trí trung tâm với kích thước đó là màn hình AVN 8 inch thì cũng có tích hợp Google Maps, bản đồ định vị do Hyundai phát triển riêng trong thị trường Việt Nam. Thì anh chị có thể thấy là chiếc bản đồ này thì sẽ có những cái địa chỉ rất là chi tiết của những cái cung đường, anh chị có thể chỉ đường rất là tiện lợi. Xe sẽ hướng dẫn bằng âm thanh cho quý anh chị cũng như là hình ảnh cảnh báo tốc độ tối đa, rồi thì những cái biển báo cho người đi bộ cũng như là cam phần nguội. Phần điều hòa của xe thì được trang bị đó là điều hòa chỉnh cơ, và khởi động xe thì là khởi động bằng nút bấm start stop. Phần cần số của xe thì cũng được là bọc da và có 4 số 1, 2, 3, 4 kèm một số lùi, có số bán tự động thưa quý anh chị. Loa của xe thì được trang bị đó là 4 loa và những cái cổng gió điều hòa rất là tinh tế. Đó là pha màu đen và có viền đỏ rất là thể thao. Ghế của xe thì cũng được trang bị đó là ghế da, cũng là ghế da đen chỉ đỏ, mang cảm giác rất là thể thao, ghế rất là êm. Đó. Rồi em mời quý anh chị đến với phần hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai của i10 chắc chắn rồi. Thì phiên bản này thì đã được trang bị đó là cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau, kèm cổng sạc USB giúp anh chị giải trí cũng như là làm mát xe được tốt hơn. Hàng ghế phía sau của i10 thì dĩ nhiên là sẽ rộng nhất phân khúc và có độ ngả lưng ghế tốt, giúp cho anh chị thoải mái hơn khi mà ngồi hàng ghế phía sau. Hàng ghế phía sau bên em cũng sẽ có loa giải trí kèm theo những cái hộc để xoay nước, để đồ, rất là tiện lợi. Đến với phần đuôi xe thì xe được trang bị cụm đèn báo phanh trên cao dạng LED tích hợp luôn
camera lùi và có hai cảm biến lùi. Cốp xe thì cũng tương đối là rộng, nói chung là so với cả các phân khúc hạng hạng trên thì không so được, nhưng mà hạng A thì dĩ nhiên là rộng nhất phân khúc rồi. Ở đây là cái tem nhiên liệu, thì tem báo nhiên liệu của xe tiêu thụ thì đó là trong đô thị là 7,6 lít, đường kết hợp là 6 lít, mà đường ngoài đô thị chỉ có 5 lít thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đây là phần cốp và dưới là lốp dự phòng ở bên dưới ạ. Nó kèm theo những cái như là kích, rồi thì hộp sửa chữa và cái võng tích hợp. Với giá lăn bánh chỉ với chưa đến 460 triệu cho phân khúc xe hạng A, mà đây là một chiếc xe bán chạy nhất cũng như là được khách hàng ưa chuộng nhiều nhất và có độ bền và ổn định qua các năm, thì xe bên em thì bảo hành 5 năm hoặc là 10 vạn km. Thời gian vay trả góp thì bên em hỗ trợ anh chị tối đa 8 năm với mức lãi suất rơi vào khoảng 0,8 đến 0,85, 0,9% một tháng. Và gói vay cho anh chị đó là 80% giá trị xe. Xe i10 thì bên em có sẵn màu đỏ, màu trắng và màu xanh sẵn giao cho quý anh chị. Nếu anh chị quan tâm đến chiếc Hyundai i10 này thì xin vui lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo.